Yes, không phải là clickbait hay cái gì đâu, mà chính xác là cái vali này mình vừa mới trả 40 triệu cho nó lận. Để mà trả một số tiền khủng bố như thế chỉ để mua một cái vali thì chính xác chỉ có thể là Rimowa. Nếu mà các bạn chưa biết đến Rimowa thì đây là biểu tượng của luxury traveling. Các bạn biết mấy cái hình ảnh mà vali full kim loại như thế này, xong rồi các celeb hay lôi đi lôi lại trên sân bay không? Chính xác thì đây là Rimowa. Cái thương hiệu sản xuất suitcase hay là vali này đã tồn tại từ năm 1898, có nghĩa là cũng phải hơn 100 năm lịch sử rồi. Cũng có thể gọi là gold standard của một chiếc vali du lịch. Cái size của cái vali này là cabin size, nó rất là cơ bản phổ thông để mà chúng ta có thể xách tay được chứ không cần phải check in. Nhưng mà mình cũng phải công nhận là cho dù gì đi chăng nữa thì 40 triệu cho một cái chiếc vali đúng là vai cả trưởng thật. Vậy thì lý do tại sao mình lại mua nó? Thì cái này mình có thể biện luận được cho bản thân bởi hai ý. Thứ nhất, đấy chính là khả năng sử dụng của nó thực sự luôn nhé. Một cái chiếc vali mà các bạn chỉ cần glide qua glide lại như thế này, nó cực kỳ mượt, các bạn không cần mất một chút sức nào cả. Kể cả là bên trong có rỗng đồ hay là phun đồ thì... À mà đấy là phải nói là kể cả là ở trên sân bay, ở trong nhà hay là ở ngoài đường nhựa thì cái khả năng di chuyển của nó vẫn quá là smooth đi. Cái thứ hai nữa là cái vỏ này là 100% kim loại, đây là nhôm 7000. Nói nôm na dễ hiểu ra thì Rimowa đã sử dụng chính cái vật liệu làm thân máy bay ấy để mà sản xuất những cái chiếc vali của họ. Vậy nên là nó chắc chắn là sẽ bảo vệ được những cái món đồ giá trị của mình ở bên trong. Cái thứ ba nữa là bộ khóa này là TSA Certified, cho nên là mình cũng rất yên tâm về khả năng bảo mật của nó. Cái trải nghiệm sử dụng cái chiếc khóa này cũng rất là chắc chắn và rất là đã đi. Và đến cuối cùng các bạn có thể thấy rõ ràng luôn đúng không? Đấy chính là cái design của nó, cái nhìn của nó. Rimowa là luxury brand và được rất rất nhiều celebrity tin tưởng để travel. Một trong những yếu tố lớn đấy chính là về cái look, về cái ngoại hình của nó. Trông nó rất là stylish và có cái thiết kế timeless. Đấy là về ý thứ nhất của mình. Ý thứ hai đó chính là về giá trị sử dụng của nó. Thì Rimowa cũng đã cực kỳ nổi tiếng về những cái sản phẩm có giá trị sử dụng cực kỳ lâu dài. Nó không phải là 5 năm, 10 năm mà thậm chí nó là lifetime luôn ấy. Cho đến bây giờ, bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái thì toàn bộ các sản phẩm của Rimowa đều được lifetime guarantee. Cho nên là mình cũng cực kỳ yên tâm là nó sẽ đi cùng với mình bền theo năm tháng. Bây giờ mà nói là bỏ 40 triệu ra để mà mình không cần phải lo nghĩ gì về hành lý của mình từ giờ cho đến lúc mình già, thì thực sự là cái khoản đầu tư này nó cũng nghe ok phết đấy chứ nhỉ. Vừa có vali đẹp thời trang để sử dụng mà vừa có cái độ bền lâu nữa. Mà từ bây giờ thì mình cũng sẽ travel khá là nhiều. Mình sẽ đi đi lại lại giữa Nhật Bản, Việt Nam hoặc là từ Hà Nội về Sài Gòn các thứ. Cho nên là một cái vali như thế này, capacity của nó là 35 lít. Mình mở ra cho các bạn xem bên trong này. Đó, nó cũng để được đâu đấy tầm khoảng 3 đến 4 bộ quần áo để mà vừa một chuyến business trip. Hay là mình để camera, máy tính của mình thì mình cũng sẽ không sợ là nó bị hỏng hóc. Rimowa sẽ bảo vệ tất cả chúng. Và đấy, nôm na là cái lý do tại sao mà mình lại bỏ một số tiền nghe nó có vẻ là rất là điên rồ để mà chỉ mua một cái chiếc vali mà thôi. Nhưng mà video này thì không chỉ nói về vali thôi đúng không? Trên title có ghi là haul, cho nên là món đồ tiếp theo của mình, cái này cũng khá là chát chúa đấy. Ok, giới thiệu với các bạn. Đây là thành viên mới của Studio Kiên Phạm. Đây là MacBook Pro 16 inch. Thì chính xác cái chiếc máy mình đang sử dụng đây cũng là MacBook Pro 16 inch luôn. Đây là phiên bản M1 mình đang sử dụng, còn kia là phiên bản M3. Thì trước khi mình đi vào cái lý do tại sao mình mua cái chiếc máy này thì unbox cùng với mình nhá. Ok, đặt cái máy cũ sang một bên và đặt cái chiếc hộp này xuống nào. Các bạn thấy là có cái pull tab ở đây không? Chỉ việc cầm nó lên và kéo cái pull tab ra thôi. Đằng dưới này cũng y hệt như vậy. Ok, bây giờ thì lật cái mặt lên và chúng ta sẽ mở ra nào. Đây rồi, đây rồi. Ok, ok. Để đổi về đây. À, hay là mình sẽ kiểm tra bên trong có cái gì trước đây nhá. Bỏ cái máy sang bên này. Thì như thường lệ thôi, chúng ta có một cái dây sạc. Dây sạc lần này thì nó sẽ là màu đen, khá là matchy matchy. À, cái phiên bản này thì các bạn thấy là nó sẽ là màu space black. Tiếp theo thì bên trong chắc chắn là sẽ phải có Apple sticker chứ nhỉ. Đây rồi, tất cả các dòng Pro của Apple thì bây giờ sẽ được sử dụng là sticker đen cho nó kiểu khác biệt một chút.
Tiếp theo thì sẽ là củ sạc. Vì máy của mình là 16 inch cho nên là đây sẽ là củ sạc 140W, khá là to và nặng. Ok, rồi bây giờ thì chuyển sang chiếc máy đó. Wow. Rồi, đến nhân vật chính nào. Oh yeah, cái màu Space Black này ở trong một số những cái góc quay thì nó cũng sẽ khá là tối phết đấy. Nó sẽ là một phiên bản tối hơn của cái màu Space Gray à. Nhìn trông nó cũng ok, ổn áp phết đấy chứ nhỉ. Trong một số điều kiện ánh sáng thì khá là xám, còn lại nếu mà không thì cũng khá là tối, được phết. Còn đến với nhân vật chính này. Yes. Như thường lệ thì là hello, bonjour, vân vân mây mây. Thì đây sẽ là cái chiếc máy tính cá nhân tiếp theo của mình. Ok, setting up cho cái máy này sau đi. Bây giờ mình sẽ lại nói về lý do nhá. Thì cái lý do chính đầu tiên ấy, đấy chính là yes, mình sẽ có thêm người đồng hành ở trên kênh Kiên Phạm. Chưa chắc là đã host cùng, nhưng mà chắc chắn là sẽ cùng làm việc. Và khi có hai cái powerhouse làm việc cùng một lúc thì chắc chắn là khối lượng công việc mình sẽ hoàn thiện được nhiều hơn. Như vậy thì mình sẽ làm được nhiều nội dung hơn cho các bạn ở trên cả YouTube, lẫn TikTok, lẫn trên Instagram. Để dành một chút thời gian cho spec nerd thì mình đã spec cái máy này khá là căng. M3 Max bản full này, 64GB RAM và 2TB SSD. Và cái giá mình phải trả cho chiếc máy này là cũng đâu đấy hơn 100 triệu. Bùm, nó cũng giống như là cái Vari Remova kia đúng không? Một cái chiếc máy tính mà cũng lên đến 100 triệu thì cũng là thuộc dạng là hơi observed rồi đấy. Thì suy cho cùng nó vẫn là cái yếu tố future proof mà thôi. Cái chiếc máy này thật sự mình phải nói rằng nó là chiếc máy bất tử. Mình đảm bảo là cái workload của mình, cái chiếc máy này nó sẽ handle ít nhất là tầm khoảng 10 năm tới luôn. 4K 10bit 422 kể cả là edit 8K thì vẫn cứ là ok. Rồi kể cả là có đầu tư thêm về cái mảng motion graphics nữa thì cái chiếc máy này nó sẽ vẫn handle được. Bây giờ lấy cái lý do hạn chế là do gear, hạn chế là do công cụ thì nó sẽ là vô lý. Cái chiếc máy này mình mua từ năm 2021 cho đến bây giờ nó đã phục vụ mình rất là tốt rồi. Vậy nên là double the machine, double the monster thì sẽ double cái workload. Mà đấy, có mấy cái con máy như thế này thì mới thực sự là make sense cho cái việc mua cái vali Remova đúng không? Bây giờ mà bảo mình là dùng vali 1-2 triệu để mà đựng một cái máy hơn 100 triệu như thế này thì cũng lò ra phết đấy chứ. Và đến phần cuối cùng của video, tháng này mình thực sự là chi quá là nhiều đấy. Và thẳng vấn đề luôn nha. Đầu tiên thì cái này thì các bạn có thể cũng đã biết rồi. Đây là một chiếc áo cardigan của Thom Browne. Cho đến thời gian gần đây thì mình mới quyết tâm là xuống tiền với Thom Browne. Trước đấy thì mình đã luôn luôn để ý đến Thom Browne rồi, vì cái tinh thần modern shooting, nó hơi theo hướng slim fit và nó có những cái đường cắt rất là clean đi. Thực ra là cái chiếc áo cardigan này nó cũng hơi có gọi là bad reputation ở Việt Nam. Mọi người hay nói là trông boy phố, trông girl phố các thứ đúng không? Nhưng mà điều đấy thì cũng không làm mình dừng mua Thom Browne. Mình mua Thom Browne là mình muốn tìm hiểu thêm về hãng, về triết lý thiết kế này, về chất lượng của sản phẩm nữa. Và thật sự là cái chiếc áo cardigan này mặc nó rất là đã luôn. Đây thực sự là cái chiếc cardigan mặc đã nhất từ trước đến giờ mình từng sở hữu. Và chắc chắn là cả về cái chất lượng lẫn cái nhìn thì nó sẽ hơn là những cái món đồ của boy phố, girl phố chứ đúng không? So một cái áo cùng lắm là 300.000 với một cái áo tầm khoảng 30 triệu thì cái sự chênh lệch đấy không thể nào mà được đặt lên trên bàn cân được. Nó cũng sẽ tương tự như là cái chiếc chân váy này. Để mà nói về chân váy với Kiên Phạm thì bây giờ nó cũng khá là signature look rồi đúng không? Và mình cũng rất là thích những cái chiếc chân váy của Thom Browne. Cái phần tà đằng sau này dài hơn tà đằng trước thì nó sẽ bảo vệ và nó cover cái phần mông tốt hơn này. Rồi cả về chất lượng vải này, rồi chất lượng đường kim mũi chỉ của Thom Browne thì là impeccable. Và chắc chắn khi mà mình đã xác định là mình sẽ mặc một món đồ lâu ấy, và mình thật sự là hướng đến những cái món đồ chất lượng và đi cùng mình trong khoảng thời gian dài, thì chắc chắn đây cũng sẽ là một cái khoản đầu tư cá nhân mình nghĩ là không hề tồi một chút nào hết. Mặc lên vớ va vớ vẩn mọi người là ui giời đấy, nhìn giống gân phố, nhưng mà để mà so sánh với một cái váy 30 triệu với một cái váy cùng lắm là 300.000, không thể nào mà so sánh như thế được. Mình biết là có rất nhiều ví dụ về việc đắp đồ hiệu lên người nhưng nhìn không sang, đắp đồ hiệu lên người nhưng mà nhìn như là hàng chợ. Nhưng mà tin mình đi, khi mà các bạn đã có một cái thần thái đủ ok, khi mà các bạn đã có một cái body cũng đủ ok và các bạn cũng đã cung cấp được cho bản thân một cái lượng kiến thức nhất định về các brand ấy, thì chắc chắn là những cái món đồ hiệu này
nó sẽ giúp nâng cấp cái nhìn của các bạn. Vấn đề chính chắc chắn là nó vẫn nằm ở cái đầu chứ nó không nằm ở những món đồ, nhưng mà những món đồ sẽ giúp chúng ta đến được cái level cao hơn. Nó cũng tương tự như hai chiếc MacBook mình đang sở hữu và cái chiếc vali Remova vậy. Ok, và cuối cùng vẫn tiếp tục là một chiếc chân váy. Mình rất là thích chân váy xếp ly mà. Và đây sẽ là một chiếc chân váy đen cuối cùng mà mình mua trong một khoảng thời gian khá dài đấy. Và chính xác ra ấy, là mình đã đi tìm cái chiếc váy này 2 năm nay rồi. Cuối cùng thì Prada cũng đã restock và mình phải đến ngay store của Prada để pick nó. Để mà nói gì về Prada nữa, modern, clean, nói gì về Rinalon nữa đúng không? Nó quá là iconic rồi và chắc chắn là cái chiếc váy này sẽ thay thế toàn bộ những cái chiếc chân váy đen xếp ly từ trước đến giờ của mình. Mình là một người có xu hướng nếu mà sử dụng một cái gì đó nhiều thì mình sẽ luôn luôn cố gắng tìm cái phiên bản tốt nhất của nó để sở hữu. Thực sự một điều là tâm lý của mình không mua đồ để flex mà mình mua đồ để mình thực sự là enjoy cái món đồ đó, dù các bạn có biết là mình đang sử dụng nó hay không. Và mình thực sự là mua những món đồ đó khi mà mình có đủ khả năng kinh tế để chi trả cho nó. Và khi sở hữu những món đồ vậy, trong suốt quá trình sử dụng mình sẽ luôn luôn cảm thấy yên tâm và mình sẽ luôn luôn cảm thấy thỏa mãn. Và mình cũng hy vọng là các bạn có thể hiểu được cái mindset này của mình. Ở bất kể cái khung giá nào đi chăng nữa, từ dễ tiếp cận cho đến mid tier cho đến luxury, thì khi các bạn mua đồ hãy cố gắng nghĩ đến cái đường dài, hãy cố gắng là bỏ tiền ra đầu tư với những gì mà nó có giá trị sử dụng cao, chứ đừng chỉ vì rẻ tiền săn sale hay là bộc phát sở thích ra mà các bạn đã xuống tiền và mua nó ngay. Phí 1.000 thì cũng là phí, phí 1 triệu thì cũng là phí, và phí 10 triệu cũng là phí luôn. Mình đã học được những cái bài học đau thương này từ những cái đôi giày của mình rồi. Và hy vọng là các bạn xem video này của mình sẽ không lặp phải sai lầm đó. Ok, vậy đó là toàn bộ những gì mà mình muốn chia sẻ trong video này. Từ bây giờ là mình sẽ tuyên bố không có mua sắm gì cho đến hết năm 2023 nữa. Toàn bộ những cái món đồ như thế này là đạt quá chỉ tiêu rồi. Và trước khi kết thúc video thì mình sẽ một lần nữa cảm ơn nhà tài trợ của mình, đó chính là CL Men Store. Cái kiểu tóc này của mình bây giờ cũng khá là sơ rối rồi, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của The Original Hair Tonic đây thì chắc chắn là tóc của mình đã còn nát hơn nữa cơ. The Original Hair Tonic là sản phẩm được sản xuất in-house của CL Men Store. Đến bây giờ là phiên bản thứ 3 của hãng và cá nhân mình đánh giá thì đây là phiên bản hoàn thiện nhất. Cái con này xứng đáng là một con Hair Tonic quốc dân bởi vì cái độ dễ sử dụng của nó. Các bạn chỉ cần sau khi tắm xong nhỏ tầm khoảng từ 2 đến 3 giọt lên, xoa đều lên tóc và sấy là xong. Sẽ không có một cái hiện tượng bết bát hay không có một hiện tượng là làm tóc của bạn bị bẩn một chút nào. Còn về sản phẩm tạo kiểu thì đây là cái sản phẩm mà một năm nay mình vẫn đang thường xuyên sử dụng. Đây là Templeton Tonics Quý Mão. Đây là phiên bản hợp tác đặc biệt giữa Templeton Tonics và CL Men Store cho năm nay. Mình chưa thể nói chắc được là năm nay liệu sẽ có một phiên bản đặc biệt collab nữa không, nhưng thực sự là những cái bản collab như thế này này, mùi hương của Templeton làm rất là đã. Về bản thân chất sáp thì sẽ là một cái derivative, là modify của con Oasis Clay, nhưng mà chất sáp cũng đã được tinh chỉnh để mà phù hợp với chất tóc của người Việt Nam hơn. Đây chỉ là hai cái ví dụ mình lấy trong hàng hà sa số những sản phẩm của CL Men Store mà thôi. Toàn bộ các danh mục sản phẩm từ gội xả cho đến dưỡng tóc cho đến sáp tạo kiểu tóc cho đến thực phẩm chức năng và dạo gần đây là nước hoa thì đều có mặt tại CL Men Store. Vậy nên là nếu các bạn có bất kỳ nhu cầu nào về grooming thì đừng chần chừ, hãy click link phía bên dưới truy cập thẳng website của CL Men Store cho những cái sản phẩm mà các bạn cảm thấy phù hợp với bản thân nhất. Và đừng quên rằng vì CL Men Store là sponsor của Kiên Phạm, vậy nên là mình cũng sẽ có những code giảm giá cực kỳ ưu đãi mà chỉ riêng cho Phạm có đấy nhá. Link in the description. Okay, that's it for me guys. See you guys later. Be strong, be confident. Bye bye.